Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, sáng nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đi thăm chúc mừng các cơ quan chỉ đạo định hướng quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin, Truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã tặng hoa và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền cho báo chí thời gian qua của Ban. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, trong đó có chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các tin giả, tin độc, tin xấu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã dành cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo nhanh đặc điểm, tình hình, cơ cấu bộ máy và những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo nói chung, cũng như công tác chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền nói riêng trong thời gian qua. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí khẳng định sẽ cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới để báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tới thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công tác quản lý báo chí truyền thông trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển của công nghệ. Chia sẻ với những khó khăn thách thức đặt ra hiện nay đối với Sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí mong muốn Sở tiếp tục nắm vững, cập nhật các quy định chính sách mới để quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí, người làm báo trong và ngoài tỉnh hoạt động, tác nghiệp đúng quy định, đặc biệt trong công tác quản lý phải nhận diện và xử lý các biểu hiện thương mại hóa báo chí, báo hóa, tạp chí, đồng thời phối hợp hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới chuyên nghiệp hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về báo chí, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan báo chí và nhà báo tác nghiệp trên địa bàn vì sự phát triển chung của tỉnh.